Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam vừa được tổ chức vào tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn trăn trở Việt Nam phấn đấu trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á. Bây giờ chưa được, nhưng tại sao lại không và luôn phải tìm câu trả lời để đạt được điều đó. Vậy Việt Nam đã sẵn sàng để trở thành con hổ thứ 5 tại châu Á hay chưa? Đó là chủ đề chúng tôi lựa chọn cho chương trình đối thoại đặc biệt nhân dịp Tết âm lịch tuần này. Tham gia chương trình đối thoại, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, đại biểu Quốc hội. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Doanh nhân Nguyễn Liên Phương, Giám đốc Học viện Doanh nhân LP Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Đây chúng ta đang bàn về nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là tại sao chúng ta chưa hóa hổ ạ? Nguyên nhân năm về việc chúng ta lựa chọn mô hình phát triển. Người ta công nghiệp hóa dựa vào doanh nghiệp tư nhân. Người ta dựa vào Hyundai, dựa vào Samsung, dựa vào Toyota, dựa vào Panasonic. Còn ta dựa vào các tập đoàn của nhà nước, dựa vào Vinasin, Vinalize. Đấy là một cái điểm khác. Mà chúng ta thấy tại sao mà chúng ta lại không hóa dầu được. Bây giờ đấy, 30 năm thì mới 1-2 năm thì chúng ta công nhận kinh tế tư nhân. Cái điểm thứ hai mà chúng ta không hóa dầu được đấy, là ở những nước ấy người ta có một nền hành chính công vụ tinh hoa. Những người mà làm ở trong bộ máy của chính phủ đấy, của nhà nước đấy, bộ máy hành chính đấy, chứ không phải là bộ máy chính trị đâu, bộ máy hành chính đấy là giới tinh hoa. Thế mà bây giờ chúng ta thì lại không có cái đội ngũ đó. Hàn Quốc với ta nó có khác nhau chứ, là một bên là dựa vào tập đoàn tư nhân, một bên dựa vào tập đoàn nhà nước. Thế hai cái đấy nó khác nhau rất căn bản là thế này. Ông dựa vào tập đoàn nhà nước theo cái cách mà đúng dùng cái từ học thuật ở kia đấy, tức là chọn người thắng cuộc, tức là chả biết ông giỏi dốt gì, nhưng mà ông sẽ được quyền làm tất. Thế còn những thằng khác không biết giỏi dốt thì không được làm. Thế còn Hàn Quốc mà chọn Samsung với LG lại không phải chọn rồi, là khuyến khích người thành công. Là thế này, mày làm được tao thưởng không? Mày làm được tao thưởng và mày hứa mày làm thì tao sẽ hỗ trợ cho mày làm, nhưng mà mày làm không được mày chết với tao, còn mày làm được tao thưởng. Chỉ khác nhau có một tích tắc thôi. Ở đây thì chúng ta phải nói một cách rất là thẳng thắn là đầu tiên cái vĩ mô của chúng ta là có vấn đề, cho nên khi vĩ mô của anh có vấn đề thì nó làm cho vĩ mô của anh không phát huy hết được cái nguồn lực. Thì đấy chính là theo tôi thì là cái nguồn gốc để cho chúng ta ngày hôm nay lại quay trở lại nói cái câu chuyện cách đây gần 30 năm. Và nếu mà tiếp đến thì chúng ta phải nói là cái cương lĩnh 2011 sửa đổi lại cái cương lĩnh 91, và trên cơ sở đấy thì chúng ta mới nhìn nhận lại 20 năm đổi mới, và chúng ta đã đánh giá lại toàn bộ. Và từ cái hiến pháp 2013 thì chúng ta mới có những cái cách nhìn nó tương đối thực tế hơn, nó sống động hơn, để chúng ta có những cái ghi vào trong hiến pháp, chuyển vào thành luật là nó công nhận những cái vấn đề kia. Có lẽ là phải nhìn nhận như vậy. Để trở thành con hổ nó có hai cái yếu tố như các chuyên gia đã nói. Một là cái môi trường để cho con hổ đó nó trưởng thành. Và thứ hai là cái nội lực của chính con hổ đó để có thể vươn lên. Môi trường kinh doanh nói chung là. Thì hiện nay chúng ta đang xếp thứ năm nay được tăng khoảng hơn 20 bậc. Tuy nhiên chúng ta đang xếp thứ 68 trên 189 quốc gia và thấp hơn rất nhiều so với những cái chưa nói là châu Á nhé, chỉ xung quanh ta như Thái Lan, như Malaysia, tất nhiên khó so với Singapore. Vấn đề về môi trường, về bảo vệ quyền tài sản thì theo cái đánh giá gần đây của chúng ta, ví dụ như quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta xếp thứ 82 trên 128 quốc gia. Kiểm soát độc quyền đã xếp thứ 78 trên 137 quốc gia. Chính sách thúc đẩy cạnh tranh chúng ta xếp thứ 94 trên 128 quốc gia. Tức là cái môi trường tạm gọi cho con hổ phát triển và những cái yếu tố quan trọng thì gần như chúng ta đang ở vị trí rất thấp so với các nước trong khu vực. Thì nó có hai cái này là cốt lõi này. Thứ nhất là phải tập trung xây dựng cái đội ngũ doanh nhân, bởi vì không có cái đám cầu thủ này thì ước mơ hóa hổ là viển vông. Phải có những con người dám như là anh Phạm Nhật Vượng, dám như là chị Thái Hương. Chính phủ
phải có những cái hội đồng tư vấn và những các cái đề án hỗ trợ những doanh nhân hội nhập để làm sao mà họ được yểm trợ, giống như là trước đây Park Chung Hee đã hỗ trợ cho những cái tập đoàn non trẻ của họ lúc đầu tiên, tức là phải yểm trợ tối đa. Mà hiện nay chính phủ Trung Quốc họ cũng, anh Dũng nói đúng, họ cũng làm như thế. Cho nên là Trung Quốc bây giờ nó có những tập đoàn nó đi thách thức với tất cả thế giới luôn, như là chẳng hạn như là Xiaomi chẳng hạn, là bây giờ là thách thức Apple và Samsung. Mấu chốt của ông Phương muốn nói là việc ta trở thành một con hổ kinh tế mới châu Á là phải xây dựng một đội ngũ doanh nhân. Chính xác ạ. Đó là một giải pháp rồi. Đó là một giải pháp trong rất nhiều các giải pháp. Tôi cũng không hoàn toàn đồng ý lắm, bởi vì nó đơn giản. Tôi, suy nghĩ của tôi nó đơn giản này thôi. Tức là chúng ta vẫn nói nhà nước kiến tạo, nhà nước thúc đẩy vân vân, nhưng tôi vẫn cho rằng là mình vẫn thiếu một cách hiểu nó phải rất cụ thể và rất sâu sắc về cái thực sự kiến tạo là gì. Và tôi vẫn thường xuyên nghe đội ngũ doanh nhân ở đây phần nhiều nhá, vẫn nói như anh vừa nói, tức là vẫn cần một chương trình nào đó của nhà nước, của chính phủ để hỗ trợ chúng tôi, để đào tạo chúng tôi, để đưa chúng tôi. Nhưng tôi cho rằng cái cách duy nhất để đào tạo doanh nhân là có một thị trường cạnh tranh, có một cái sân chơi thực sự cạnh tranh, mà ở đó có kẻ, có người bị đào thạo khỏi cuộc chơi và có người mới sẽ vào. Nhà nước phải bảo đảm là có cái môi trường đấy. Như vậy tôi cho rằng là không phải là xây một học viện doanh nhân, mà cũng không phải là đưa ra một chương trình để nhặt ra đấy là 100 doanh nhân đưa sang Nhật học, mà quan trọng nhất là một môi trường cạnh tranh. Anh hiểu, tức là tôi chỉ muốn nói cái ý như này, tức là cái đội ngũ doanh nhân này phải được thực sự là quan tâm, thực sự là yểm trợ. Đấy cái chính là thế, cho tôi phải tôn trọng họ, tức là phải tôn trọng, tức là phải coi họ là những cái cầu thủ bảo đảm cho họ một cái điều kiện phát triển tối doanh đàng hoàng đấy. Vâng, đấy đó là quan trọng. Tôi hiểu như thế, lại bổ sung thêm cái đấy. Ở đây chúng ta đang gặp một cái mâu thuẫn mà chính bản thân trong chúng ta ở đây đều đang nói này. Một là chúng ta hỗ trợ điểm hay là hỗ trợ diện. Chính xác. Hai cái rất quan trọng. Và hiện nay chúng ta là đang mâu thuẫn nhau trong cái chuyện đấy. Dạ. Khi làm luật ai cũng đòi hỏi là doanh nghiệp Việt Nam là nhỏ và siêu nhỏ thì phải có một cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi là một trong những cái tác giả mà tham gia thẩm định cái luật đấy. Thì ưu đãi tối đa. Nhưng với một cái mô hình mới và với những cái cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mới thì chúng ta không thể nào là dựng riêng ra những cái box để mà hỗ trợ. Nó nằm méo mó cạnh tranh. Nó làm đấy. Nhưng nếu bây giờ chúng ta tập trung vào điểm một số người như chị Thảo Việt Z, chị Thái Hương ở TH Trumin, anh Vượng, liệu cái xã hội này có chấp nhận mà tiêu chí gì để chọn nó? Không, ở đây tôi nghĩ thế này. Em đồng ý kia bàn, không điểm. Ta bàn đến một cái câu chuyện nó rất là có ý nghĩa, tức là cái lực lượng doanh nghiệp Việt Nam. Ta đang có rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà lực lượng không có. Bởi vì là nó chả cấu kết gì nhau. Thế tại sao nước Nhật ngày xưa là cấu trúc doanh nghiệp nhiều tầng, anh Dũng? Cấu trúc công nghiệp nhiều tầng, Hàn Quốc đấy. Tức là nó có những cái trụ cột là doanh nghiệp lớn và đấy là cái môi trường xã hội là các cái doanh nghiệp nhỏ vừa là nó cứ bám vào đấy cùng ấy, có phải cả hai cái đấy, cho nên mới ta mới có, họ mới có công nghiệp hỗ trợ nó oách như thế, còn ta cứ bàn mãi là cuối cùng chả có cái gì cả. Thế thì tôi đồng ý với anh Kiên ở cái chỗ rằng là về nguyên tắc là ông phải tôn trọng thị trường đã, cái đấy là cái sàn tối thiểu của trò chơi. Chính xác. Phải cạnh tranh bình đẳng, không có ưu tiên ưu đãi hết. Mình đã có cái đấy chưa? Mình tất nhiên là mình không có chưa. Cho nên là phải nói là ta vì ta dùng cái cách ưu tiên ưu đãi nhiều quá. Kể cả doanh nghiệp vừa nó cũng chẳng việc gì phải ưu tiên ưu đãi họ cả. Đúng rồi, cứ tạo cho họ một cái môi trường sống bình thường lành mạnh, ta bao giờ cứ phải ưu tiên ưu đãi, cho nên nó mới méo mó như vậy. Thế còn khi mà tôi nói là cái câu chuyện của anh Dũng nói là cái cấu trúc gọi là nhà nước kiến tạo với nhà nước gì, giống như nhà nước điều chỉnh thì có lẽ là nó khác nhau ở chỗ là cái cách nhìn về cái thiết kế một cái lực lượng doanh nghiệp. Yeah. Mà lấy cái trụ cột nhằm vào cái trụ cột là những cái doanh nghiệp lớn để cho nền kinh tế là nó vượt lên rất nhanh, nó tạo ra những cái trụ cột cạnh tranh, những cái lực lượng dẫn dắt cho nó nhanh thì phải chú ý đi sau là phải tận dụng cái đấy, tôi đồng ý, nhưng ấy, nó không được làm méo cái môi trường cạnh tranh theo ý nghĩa này. Cho nên cái cách của Hàn Quốc, cái cách của Đài Loan là rất khác nhau. Một bên ấy là doanh nghiệp lớn, một bên ấy là doanh nghiệp vừa là chính thôi. Cái cấu trúc đều có những cách vươn lên rất nhanh. Cái đấy là phải học. Bây giờ phải nói là tranh luận nhau nhiều, nhưng mà ta thấy nhà nước điều chỉnh
coi trọng thị trường hơn, chuyển đổi hóa thị trường là gì? Nhà nước kiến tạo phát triển, coi công nhận thị trường nhưng mà can thiệp. Đấy, chúng ta sẽ thấy hai cái cả đường lối hoạch định như anh Kiên nói, nếu mà chúng ta đi theo kiểu của mô hình Đài Loan là doanh nghiệp vừa và nhỏ là được chú ý, phải hoạch định, phải có những người thông tuệ để hoạch định cái đó, và mình đi theo cái đó thì can thiệp thị trường thế nào để những cái đó phát triển, chứ không phải là đứng bên ngoài. Dũng còn thấy là mình nói là bảo đảm môi trường là cạnh tranh, ừ thì là cạnh tranh, nhưng mà vẫn có những cái tác động của nhà nước để cái mà mình đã nhắm vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì là doanh nghiệp vừa nhỏ sẽ được có điều kiện ở thị trường. Thế tôi là ví dụ bây giờ để nói là kiến tạo hay không kiến tạo, bây giờ ô tô nhập khẩu là không có được rồi, bây giờ nhập khẩu vào đấy ngay Việt Nam mình đây này, thì bây giờ đó là một hàng rào về kỹ thuật và một loạt các vấn đề bây giờ phải chứng nhận cả cái gương các thứ, thì cái đó có cần không? Nếu mà chúng ta định nhắm vào phát triển công nghiệp ô tô thì cái đó là cái đó nếu mà anh dùng thuế quan thì là chết với WTO ngay, nhưng mà anh dùng các cái vào kỹ thuật thì anh vẫn có thể tạo điều kiện, anh can thiệp vào thị trường rồi đấy. Nhưng mà nếu mà anh định nhắm vào ô tô để phát triển công nghiệp ô tô, tôi không nói là cái đó đúng hay sai, bởi vì cái đó là phải tranh luận thẳng được. Nhưng mà nếu mà định ô tô thì anh có một ngang lại một cách để cái đó nó vươn lên, mà nhà nước kiến tạo phát triển thì sẽ làm như vậy, tôi chỉ nói là như vậy thôi. Và thực tiễn thì cho thấy là những nhà nước làm như vậy thì phát triển nhanh hơn những nhà nước chỉ tạo điều kiện khuôn khổ. Thế tôi nói là như vậy. Bây giờ xem này, Mỹ để tăng GDP gấp đôi là mất 50 năm. Trung Quốc để tăng GDP gấp đôi mất 10 năm. Và thực chất cả cái nước Đông Bắc Á đấy, người ta vươn lên mới đấy cả thôi. Rất là nhanh mà ta đi theo hướng đó. Thì cái đó là tư tâm, cái tâm gọi là triết lý để tổ chức cái mô hình phát triển. Ta nên nghiên cứu, và ta đã chọn cái này rồi, em chọn lối này rồi. Chỉ có là em chưa hoàn thiện tất cả những cái điều kiện để cho cái mô hình này nó vận hành tốt. Tôi phải tổng theo ý kiến ngay thì tôi phải nói mình để làm rõ như này. Tức là thứ nhất ấy, là chúng ta phải mặc định rằng ấy, là cái môi trường cạnh tranh bình đẳng là đấy là điều kiện tối thiểu. Cái đó là điều kiện cần. Và hiện nay thì cũng đấy, bên viện của anh Hiếu là đang dọn dẹp rất ghê cái chuyện này. Chúng tôi rất mong chuyện đó. Nhưng mà so với cái chuẩn mực gọi là trung bình thì chúng ta không, nhưng mà nó phải chuyển dần ạ. Chứ mà một lúc mà tôi nghĩ là để mà có đường cao tốc ngay là nó cũng phải mất một số năm. Đấy. Cho nên là chính sách thì có lẽ là không nên đợi vài năm, mà cái hạ tầng chính sách ở đây thì tôi chỉ cung cấp cho các anh ở đây thì cũng không biết là nói đúng hay là sai, hay là kiến tạo hay là điều chỉnh. Thì tôi chỉ nói với các anh, kể cho các anh một cái thực tế mà có thể là các anh cố tình các anh không nhắc đến. Các anh cứ lấy cái ví dụ Vinashin và Vinalize ra để làm một cái đay đi đay lại cái mô hình là nhà nước tập trung vào phát triển của một ngành mũi nhọn. Nhưng tôi nói với các anh, năm 97 khi thành lập tổng ty 91 Vinashin thì cùng lúc ấy nhập toàn bộ cả Sông Thu, cả Ba Son vào, là hai doanh nghiệp đóng tàu của quân đội vào tập đoàn đấy. Nhưng đến bây giờ thì tại sao Sông Thu lại đóng được tàu 4.000 theo tiêu chuẩn quốc tế cho tàu chiến? Tại sao Ba Son lại đóng được tàu cái bố tuyếp của cái tàu Monia ong độc của tàu tên lửa? Mà trong lúc đó thì Nam Triệu là một trong những cái nhà máy lớn nhất của Việt Nam, được Ba Lan giúp đỡ rất nhiều. Nhà máy đóng tàu phá rừng được Phần Lan giúp đỡ rất nhiều về mặt công nghệ thì lại chết. Thế nên ở đây chúng ta mới nói là cần cân nhắc và suy nghĩ một cách rộng hơn về cái gọi là môi trường của chúng ta đã đủ chưa, đã có tốt hay không. Tại sao cũng cái môi trường đấy mà hai ông kia thì lại lên, đâu khác mà nhau ông này thì lại chết? Hai ông môi trường khác nhau chứ. Giống nhau anh, nó cùng là trong tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin hết. Sông Thu với lại kia là quân đội. Quân đội có môi trường khác cũng như hai cái. Nhưng đó cũng là bản chất của cạnh tranh, cũng sẽ trong một cái môi trường, nếu mà cạnh tranh tốt thì cũng sẽ có người phát triển lên. Vấn đề ở đây nói như thế thì nó giống như là em thì đồng ý hoàn toàn nghèo thế mà vẫn chế được cái vũ khí hạt nhân. Em vẫn cho rằng là vấn đề ở đây hiện nay vẫn phải là môi trường. Theo tôi là cũng trong môi trường đấy, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là như anh Phương và anh Thiên có nói, vấn đề là chọn cái người thực thi chính sách đấy và chọn những người
để hỗ trợ thực thi chính sách đấy của chúng ta chưa chuẩn. Chính sách không thì nó có cái ý đấy, có cái đó, có cái đấy. Chứ còn bảo ngay hết vào cái đấy. Còn vấn đề bây giờ không phải tôi làm vĩ mô mà tôi đi tôi bênh vĩ mô, nhưng mà nói là vĩ mô của chúng ta đang có vấn đề và vì vĩ mô nó như thế cho nên nó làm như thế. Chẳng ai nói thì, cái đó cả. Thì chúng ta tôi lại thấy cần phải nói lại. Có vấn đề. Không cái gì có vấn đề. Cái gì có vấn đề và đó là ta đang tìm cái gọi là cái điểm mấu chốt nhất. Vâng. Để giải thích là 30 năm tại sao đáng lẽ 30 năm tôi xin nói Hàn Quốc từ lúc cải cách cho đến 30 năm sau ấy là từ 100 đô la một đầu người lên đến 10.000. Còn Việt Nam ấy đi sau họ 30 năm. Tài ba lỗi lạc không kém, nếu không nói là hơn, đúng không? Lên từ 200 lên đến 2.000. Bản chất vấn đề nó nằm ở đâu? Còn nên là tự ông. Anh Tiến nói rất đúng là vì con người, chọn đúng con người. Nhưng mà nó khổ cái thế này này. Nếu như mà của tư nhân ấy, nó chọn được thằng giỏi, nó đuổi ngay, nó chọn thằng giỏi. Còn của nhà nước ấy thì là tác động của cái đó rất là nhiều. Thành thử là máy anh chọn được người giỏi thì nó sẽ lên thôi. Vâng. Ở đây lại nói về bản chất. Vấn đề sở hữu không phải là vấn đề quyết định quản trị doanh nghiệp tốt hay không. Trong không. Cái mô hình hiện nay, tôi nói với anh là tôi không, là mô hình xã hội phải sở hữu, thị trường. Không phải sở hữu, tôi có nói sở hữu đâu. Không, tôi nói anh, là vì anh bảo là tư nhân mà. Tư nhân nó tư nhân ngay. Tức là sở tư hữu. Tư không, nhân nó tức ngay. Là ở đây anh lại nói lại cái đoạn, tôi đang đoạn nói là tư nhân vấn đề cán bộ. Nhưng chứ không phải là vấn đề. Tôi đang nói cán bộ chọn người mà. Được. Nếu mà anh chọn không khéo là máy thì được. Còn tư nhân không làm được nó đuổi ngay chứ. Vâng. Không, câu chuyện nó liên quan đến là từ sở hữu nó mới ra cạnh tranh như kia nè. Thì vì sở hữu nó khác nhau thôi, cạnh tranh thì mới chọn người. Vấn đề của tư nhân không phải là không, nhưng mà là nó chọn thằng, nó thuê một thằng lên làm đấy, không làm được nó đuổi ngay. Giả sử như bây giờ trong năm 2018, năm 2017 đã có rất nhiều những cải cách của chính phủ, của quốc hội, của đảng rồi. Thế giả sử như đặt vào vị trí của anh Dũng, anh Thiên hay là anh Thiên, tôi sẽ nói là nếu anh chọn một cái để làm một cách mạnh mẽ, chỉ được một cái thôi, ba cái thì có nghĩa là không. Ta hay có cái đặt vấn đề kiểu thế. Vâng. Ông chọn đi cái một cái thôi, tôi chả chọn gì, tôi chọn cái là mô hình thay đổi đi. Đúng rồi. Nếu đấy, đấy là một cái, đấy là một cái trong mô hình vô số thứ đó, chỉ chọn thế thôi. Cái ý nó hỏi câu hỏi nó thách đố nhiều quá. Nhưng mà tôi nói này, ta làm nhiều năm không phải là ta không muốn cải cách, nhưng vấn đề là như anh Phương nói là cái cách ta làm nó cũng ổn. Rồi. Ta chủ yếu là chỉnh sửa. Vâng. Ta chủ yếu là cơi nới, hiểu không? Dạ. Cho nên ấy, thay đổi nó rất ít. Trong khi đó là cuộc sống nó cần cái sự thay đổi. Chính xác. Cái hệ thống của ta nó chưa ổn mà chưa có cạnh tranh, làm sao mà chỉnh sửa để nó ra cạnh tranh được? Phải tạo ra cái môi trường cạnh tranh đấy. Nhưng quan trọng là đặt vào chính phủ. Vâng. Bây giờ anh là thủ tướng bảo bây giờ thay đổi đi, cạnh tranh đi, nhưng mà thay đổi như thế nào, bắt đầu từ đâu? Không, thì chính chúng ta đang bàn cái chuyện ấy. Vâng. Nếu mà cứ đặt điều kiện như thế ở đây thì phải quay trở lại một cái luận điểm của anh Sĩ Dũng ấy, tức là chúng ta hiểu nhà nước kiến tạo nó là như thế nào. Chính xác nó là cái gì, và chúng ta phải vẽ ra được cái mô hình vận hành của cái nhà nước kiến tạo ấy nó như thế nào. Em quan tâm cái đấy đấy, chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta nói là như thế này, bởi vì thực ở đây thì diễn đàn này không phải là cái chỗ để mà thảo luận cái đấy. Thảo luận định rằng là mình phải hiểu rằng là cái nhà nước kiến tạo nó có cái án nhân, nó có chuyện là chúng ta hòa hội cái tranh luận học thuật thế thì nó cứ quanh đi quẩn lại nên nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Đưa ra sách rồi chơi ạ. Ở đây thì tôi đề nghị là chúng ta chỉ tập trung vào như này, tức là chúng ta phải mặc định giống như là anh Hiếu nói, cũng như là các anh nói là cái môi trường kinh doanh đúng nghĩa là thị trường, cái đó nhà nước phải phấn đấu làm bằng được và làm càng nhanh càng tốt. Vâng, cái đó chúng ta phải mặc định. Nhưng mà ý tôi chỉ muốn nói là chỉ đến đấy thôi, không đủ hóa hổ đâu. Đấy, cái chính nó nằm ở chỗ đấy, tức là nó phải có, nó không có hổ, tức là nó phải có con hổ thật. Tức là thì bây giờ cái con hổ đó là doanh nhân, chứ tôi không nói doanh nghiệp, bởi vì nó về câu chuyện là con người doanh nhân và làm sao đẻ ra được. Nói chung là câu chuyện này nó không phải là để ngồi bàn hôm nay, nhưng mà tôi chỉ muốn là đề xuất thôi. Tức là phải bàn ra được, làm sao ra được cái lớp doanh nhân đấy. Nó giống như là trước đây khi mà anh Bầu Đức và anh Bầu Hiển anh đầu tư vào các cái học viện bóng đá đấy cũng không nhiều người tin lắm đâu. Nhưng mà đến bây giờ nó đi lĩnh cái cú bạc về thì chúng ta mới hiểu là phải có chuẩn bị, đúng không ạ? Chứ còn tự nhiên làm sao hóa hồ được. Chính xác ạ.
tức là góc nhìn của ông Phương là phải có một cái đội ngũ, phải có cái đội ngũ, người, có những cái con hổ. Đúng rồi. Đúng không? Để cả đất nước chúng ta có thể hóa hổ. Đúng rồi. Phải có cái đàn hổ con đấy. Vâng. Phải ươm giống, phải... Không, thì cái đấy nó cũng chẳng có gì luân đề, nó không có gì mới mẻ cả. Chúng ta đang nói là phải tạo ra những doanh nghiệp hiện đại. Vâng. Một cái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam, theo cái nghĩa đấy. Vâng. Nên tại sao cũng cái môi trường như thế mà doanh nghiệp Việt Nam nó cứ yếu đi. Khu vực nội địa nó yếu đi. Doanh nghiệp nhà nước cũng như thế. Doanh nghiệp tư nhân nó yếu. Còn khu vực FDI... họ chưa cử gì cái đội xuất sắc, cũng toàn là cái đội ngang ngửa với ta cả, nhưng mà họ lại ăn được. Dạ. Nó cái bản chất, cái khác biệt nó ở chỗ nào? Vâng. Thế tại sao là ta đây là cũng là hổ đấy, nhưng mà hổ mình như kiểu như hổ giống con mèo, chủ yếu là phát triển đến dạng mèo là hết thì, cũng vượt ra được. Thì chính là những cái điều kiện, những cái môi trường đấy. Nó phải làm cho chúng ta. Bây giờ mà chúng ta gỡ được cái bài toán là làm sao để mà có được hổ con, từ đó nuôi dưỡng lên thành hổ. Thì nói cho ta cứ nói cái đặt vấn đề như thế nó buồn cười. Bây giờ ta nên làm gì? Có cái môi trường cạnh tranh tốt thì sẽ có hổ. Bây giờ ta nên làm gì? Nên nói như thế cho nó rõ ràng. Đừng hóa hổ nha. Bây giờ bạn đầu tác đầu tiên nhà nước cần làm tập trung được giới chính hóa vào để làm và để xem thử cái đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa của chúng ta như vậy đã cần phải điều chỉnh không? Mình muốn cái gì? Đấy là Dũng đã nói hoàn toàn theo mô hình nhà nước kiến tạo đấy, chứ không phải là nhà nước điều chỉnh. Cái đó đúng không? Có một bây giờ phải tâm tính hóa để xác nhận cái gì là sẽ là định hướng phát triển công nghiệp của Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo không? Người máy không? Nếu mà như vậy, bước đó là bước quan trọng. Bước thứ hai, tìm một thằng giỏi tư nhân để làm cái này cho ta. Đó là cách của Hàn Quốc, mới làm cái này cho ta. Tạo cơ chế nói làm thì đấy là cái bước đầu tiên mà phải làm. Dũng nói thật, đến bây giờ là những cái chúng ta hoạch định 30 năm trước đấy rồi, bây giờ có cần phải xem xét lại không? Đó là vấn đề đầu tiên nếu mà nói để hóa rồng, vì thiếu cái đó là không đi theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, vì nhà nước cũng làm gì cả để tư nhân làm thì không thể nhanh được. Muốn nhanh thì phải có cái đó, thì cái đó là giới tinh hoa phải có. Rất tiếc là giới tinh hoa bây giờ là không khéo ở trong nhân lực không nhiều. Cái đó, một trong những ông giáo sư Harvard ông bảo là cái khác duy nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, một đảng rồi các thứ nó giống nhau lắm, nhưng mà khác nhau ở chỗ là trong nhà nước của Trung Quốc ấy, đảng nhà nước của Trung Quốc ấy, là giới tinh hoa của Trung Quốc. Trong ở Việt Nam đấy không biết là được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà tao nghĩ rằng có vẻ như là nó đang nằm ở bên ngoài, những giới tinh hoa đang nằm bên ngoài. Thì đấy là cái đầu tiên mà chúng ta xác lập được để chúng ta đi nhanh để tiến hộ. Bước thứ hai phải làm rõ ràng là phải ủng hộ cái hệ thống tư nhân, những tư nhân của Việt Nam mà có điều kiện để mà làm được. Quả thật là đây là vấn đề lớn, vì đang một thời gian dài ta không phát triển và có rất là ít. Thế thì có cái gì để có được không? Đấy là anh Phương này bảo là đào tạo hay thế nào đó thì phải có một cái chiến lược ở đây. Vâng. Tức là tôi không có đòi hỏi lập trường hay học viện gì đâu. Bởi vì chính cái học viện của chúng tôi cũng không làm cái việc đào tạo đấy, bởi vì doanh nhân là ông thầy là ở thị trường. Chỉ có điều như này này, cái mà anh Dũng vừa nói là rất là quan trọng. Tức là cái yểm trợ của nhà nước hay là cái kiến tạo của nhà nước là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như là sang Trung Quốc, tại sao Alibaba và những ông ở bên đấy sống được là vì sang đấy vào Google các thứ là không được. Ông ấy chặn ngay. Đúng không ạ? Ông ấy chặn tất cả những cái ông khác, hay là bây giờ như là Donald Trump, ông ấy tăng thuế lên. Và ông ấy tăng thuế nhập khẩu và giảm thuế nội địa để cho cái điều kiện để cho các cái doanh nghiệp mà đầu tư ở Mỹ phát triển. Tóm lại là đấy là những cái cách mà nhà nước kiến tạo đấy. Chúng tôi nghĩ là như thế. Tiếp theo cái thứ ba này Dũng nói mà nói cho hết đây cái và về bình luận luôn. Cái thứ ba mà phải làm ấy là bây giờ tìm cách để có được người tài vào. Chính xác. Toàn bộ cải cách giai đoạn tiếp theo của ta nói gọn trong một từ là những cải cách để thu được người tài vào hệ thống quản trị quốc gia. Đấy, nếu mà anh đi theo mô hình nhà nước kiến tạo. Thế cải cách ở tâm chính trị đấy, có lẽ chúng ta không nên nói nhiều ở tâm chính trị. Nhưng mà ở tâm chính trị, tranh cử, tâm chính trị, ở tâm kỹ thuật, phải là những người tài giỏi,
đã đào tạo ở nước ngoài rãnh tiền rồi, mình thu được về. Mình thu về. Người ta cần cái gì thì người ta về. Thì mình cố gắng với đạo ứng mình thu được về. Đấy, còn nữa vào hệ thống công vụ đấy thì thi tuyển cho nó đàng hoàng. Thì chọn là người giỏi vào. Chứ không có là gửi cắm rồi thi theo cái kiểu nào đó. Bằng cấp đàng hoàng. Là thì mình thu được người ta về. Thì đó là những cái cách mà dùng cho nó thiết thực. Còn rõ ràng không phải không phủ nhận cái cải cách như anh Hiếu với các anh đây nói là môi trường kinh doanh các thứ, ừ thì đấy cũng là quan trọng và nó cũng thúc đẩy phát triển đấy, nhưng mà đi theo mô hình kiến tạo thì cái này cơ. Ông Kiên nghĩ sao ở đây cái cấu trúc phát triển cái doanh nhân bây giờ nó cũng khác nhiều, toàn cầu hóa rồi, nó khác hẳn. Vâng. Các cái biên giới bây giờ chơi là toàn thấy là lập doanh nghiệp là cái mơ ước là toàn cầu luôn. Những cái, chứ không chính có cái nghĩa địa phương này, sản xuất bỏng ngô cho tỉnh làm nó không ấy. Cái đấy có vẫn còn nhưng mà xu hướng chung ấy là cái phần đấy ít đi và người ta nhập cuộc, thế hệ trẻ nhập cuộc là toàn tính đến câu chuyện là kinh doanh toàn cầu, cái đấy là cái khác hẳn ấy. Cho nên mình buộc phải cải cách cái hệ thống thể chế để đáp ứng được cái chuyện đấy. Chính xác, như thế nghĩa là họ buộc vào mình ngay, chơi vào mình ngay. Thế cho nên cái hệ thống khởi nghiệp do mấy năm nay ông làm nó cũng hơi sôi sôi lên cũng tốt đấy. Cái khởi động như thế là bắt đầu buộc những cái lực lượng mà mới nhập cuộc ấy vào để trở thành doanh nhân doanh nghiệp ấy là có một cái tư duy rất mới. Và tôi nghĩ rằng là cái này nếu mà mình mà nhà nước mà tạo ra một cái môi trường tốt thì nó thúc đẩy, chứ còn chả ai cấm được cái câu chuyện ấy cả. Đấy, cái bản chất câu chuyện của cái thời đại là nó nằm ở đấy, thì tôi muốn góp thêm cái ý trước khi anh Kiên. Bởi vì khi mà xem xét những cái mô hình mà phát triển nhanh nhất gần đây thì chúng tôi thấy là cái vai trò của nhà nước trong việc yểm trợ doanh nghiệp ấy, nó vô cùng lớn để tạo ra những ông khổng lồ. Đấy, từ Bắc Trung Hy thì chúng ta cũng biết rồi, nhưng bây giờ Trung Quốc là rất là rõ. Hay là tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là những quốc gia dầu lửa ở Trung Đông như là UAE chẳng hạn, họ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội địa tối đa mà nó vẫn là WTO. Tức là người ta có những cái cách để mà người ta có những cái hàng rào. Tức là cái gì mà phạm thì người ta không làm, nhưng mà rất nhiều những cái hàng rào kỹ thuật để mà người ta yểm trợ cái doanh nghiệp, để cho người ta chơi cuộc chơi toàn cầu. Cũng như bây giờ cái đám U23 kia mà không chăm sóc, không đào tạo, không phát triển thì làm sao mà nó đi. Ví dụ U23 không, U23 thì mới có một giải chưa chứng minh gì. Không không, bây giờ nhưng mà những này ở đây chúng ta thấy như này này. Nó cái câu của Phil Coulson, nó phải đẻ chưa ra những vâng, tức nó là chỉ ở là đây một trận đấu chứ chưa phải là một giải đấu. Không chưa phải một cuộc chơi. Nó chưa phải là một cuộc chiến tranh, đúng là bệnh viện. Đúng như thế. Thế nhưng mà có cái điều như này, tức là ở đây là chúng ta thấy là có đấy là những cái tín hiệu. Tôi muốn nói là những cái tín hiệu để cho chúng ta là rút ra được cái một cái bài học, một cái giải pháp. Bởi vì đấy là giải pháp ấy. Chứ còn bây giờ chúng ta chả có cái giải pháp gì. Tôi nói thật là nếu mà không có đội ngũ doanh nhân mà đi thi đấu, dám đi chinh chiến, đi ra ngoài mà cứ loanh quanh ở cái giải đất hình chữ S này thì cuối cùng là chúng ta chỉ có đi phục vụ nước ngoài thôi, không bao giờ hóa thành gì được. Tức là mấu chốt của Phương là xây dựng đội ngũ doanh nhân, nhưng chúng ta phải hỗ trợ theo điểm đúng không ạ? Chứ không phải là không phải hỗ trợ theo điểm mà một số những cái doanh nhân, một số những cái không phải là, nhưng nói như thế có nghĩa là ta đi hỗ trợ anh Vượng hay là hỗ trợ chị Thái Hương, không phải theo điểm, cái quan trọng theo ưu tiên của nhà nước, theo cái cách ưu tiên. Tức là nhà nước ví dụ như này, ví dụ như là nếu như mà cái sản phẩm đó là sản phẩm chủ lực của đất nước, tức là có thể trở thành chủ lực như là ô tô hay là như là những sản phẩm về chế biến nông sản của chị Thái Hương mà đi ra toàn cầu, đúng là làm được như thế thì nhà nước phải đi theo quảng bá tối đa. Ví dụ quảng bá không ai cấm cả, thế nhưng đừng để mấy ông ấy lặng lẽ đi. Mấy ông ấy lại tôi hiểu, nhưng mà tôi đúng là các chuyên gia trao đổi thì đúng là thảo luận rất nhiều về mô hình, rồi nhà nước phải làm gì, rồi kiến tạo vĩ mô thì trao đổi cũng rất là nhiều năm nay. Cái quan điểm của anh Kiên thì biết rồi, nó cũng tương đối rõ nét, ủng hộ doanh nghiệp tư nhân gọi là gần như bây giờ là tuyệt đối, thậm chí theo tôi nhiều lúc còn quá mức. Ví dụ như các cái chính sách như anh Kiên nói là hỗ trợ doanh nghiệp, theo tôi là thậm chí còn vượt quá cả cái. Hỗ trợ quá mức, thậm chí sai lệch, theo tôi đấy là như vậy. Nhưng tôi cho rằng là sáng kiến nó chỉ nảy sinh nếu như thực sự cái gọi là cái khát vọng, tôi gọi là cái khát vọng, cái mong muốn hóa hổ, nó phải thực sự là thực chất. Và nó thực chất ở đây nó không phải chỉ một người nói,
Mà khi tôi giao tiếp với tôi là có cơ hội làm như anh Kiên, làm việc với rất nhiều các bộ ngành, các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương. Nhưng thực sự khi nào, chỉ khi nào một cái tỉnh nào đấy, anh cứ để ý ví dụ Quảng Ninh chẳng hạn, cái người lãnh đạo, cái người mà ở địa phương họ làm cái đấy thực chất, họ khát vọng để cải thiện thì khi đó họ mới có sáng kiến. Chứ còn lại tất cả các mô hình, nếu như anh Dũng nói đặt ra thì nó vẫn là mô hình. Nếu như họ không thực hiện được một cách thực chất thì tôi vẫn nghĩ rằng là nhiều yếu tố, vẫn nghĩ là một trong những yếu tố như anh Dũng nói là quan trọng nhất hiện nay theo tôi là như vậy. Và thứ hai là tôi nghĩ rất đúng cái yếu tố này. Tại sao Trung Quốc lên nhanh như vậy là vì toàn dân Trung Quốc em được thắp sáng bởi một ý chí, một quyết tâm là đưa Trung Quốc dẫn đầu thế giới. Chính xác, chính xác. Thế thì Việt Nam mình lãnh đạo phải làm được cái việc thắp sáng toàn bộ. Từng người dân, từng doanh nghiệp phải có khát vọng như vậy. Khát vọng của Việt Nam đưa Việt Nam lên thành con hổ. Đó là một trong những điều kiện. Ông Kiên có một kết luận này khác. Tất cả các ý kiến của các anh thì về cơ bản thì nó đều phản ánh những cái góc nhìn rất là xác đáng về cả một cái bức tranh kinh tế chung. Nó ở đây thì không có cái chuyện nào là cái ý kiến nào nó theo tôi thì nó chính xác hơn ý kiến nào, mà nó là phản ánh một cái bức tranh nhìn từ nhiều góc độ vào để chúng ta có một cái nhìn. Thì ở đây thì tôi cũng tất cả những cái tôi thì có may mắn là cũng được tham gia vào nhiều những cái cuộc hoạch định gần như hết rồi, toàn bộ chính sách về phát triển kinh tế, chính sách về phát triển vĩ mô, mà thì kinh tế mà tôi thì cũng lại là cũng có cái khôn lỏi, tức là những cái ai mà thí dụ như anh Thiên này mà nói nhiều mà hiểu biết nhiều như này là tôi bóc lột từ những cái năm mà 2000 đến bây giờ và tôi vẫn tiếp tục bóc lột. Thì tôi nghĩ rằng là cái mà mô hình mà nhà nước ở đây nói chung bao gồm cả Đảng, cả Chính phủ và cả Quốc hội thì chúng ta đều thống nhất với nhau ở một cái điều rất rất rõ là chúng ta xây dựng một cái mô hình nhà nước kiến tạo rất sâu sắc đấy. Và cái mô hình nhà nước kiến tạo đấy thì nếu chúng ta dở ra nghị quyết đại hội Đảng mới nhất là nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 thì chúng ta nói như anh Thiên nói là chúng ta nhận thức là rất đầy đủ về các cái mũi nhọn của đất nước, nhưng vấn đề bây giờ của chúng ta là chúng ta đang yếu ở cái khâu là người thực hiện và tổ chức thực hiện như thế nào, chứ không phải là chúng ta không nhận thức được là chúng ta phải làm như thế. Em đồng ý hoàn toàn đấy. Và ở đây thì tôi cũng chỉ muốn nói này, tất cả các anh đều nói là mô hình của Hàn Quốc là chọn lên một ông và giao cho ông ấy làm. Không năm... chọn không phải thế, không phải. Mô hình Hàn Quốc không chọn theo kiểu đấy. Thì thôi thì chúng ta lại ta mới là chọn theo kiểu đấy này. Không. Rồi chúng ta quay lại, bởi vì tôi thì lại có cái duyên là tôi đã đi rất tất cả các cái nước gọi là bốn hổ. Rồi là tất cả những cái mô hình theo đấy mọi người, tất cả mọi người đều biết đều, chúng ta đều đi nghiên cứu hết mà. Nhật Bản thế, thí dụ như ngay như Trung Quốc thế thôi thì chúng ta đều đi nghiên cứu, tức là Trung Quốc là nó tương đối là giống Việt Nam mà nó luôn luôn nó đi trước, nó thực hiện trước. Thí dụ như Huawei là một cái hãng sản xuất điện thoại bây giờ là lớn nhất thế giới, nhưng mà nó cũng đi lên từ doanh nghiệp nhà nước và nó tiến hành cổ phần hóa hết. Nhưng cái khác của họ là họ không có những cái quyết định 5-6 hay là quyết định bao nhiêu của Thủ tướng Chính phủ quy định là tỷ lệ giữ cổ phần hóa là bao nhiêu. Đã cổ phần hóa thì đấy cũng thêm những yếu tố cởi mở, yếu tố cạnh tranh, nó tăng yếu tố cạnh tranh họ đưa ra. Và như vậy thì ở đây ý, thì tôi thấy một cái điều này là muốn để đất nước có thể đạt được cái mong muốn như Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo là sánh vai cùng với cường quốc Nam Châu, thì có lẽ nhiệm vụ của những người làm vĩ mô là phải thống nhất được nhận thức và hành động của cả dân tộc vào một cái mục tiêu là vươn lên. Và chúng ta phải xác định với nhau một ý chí là ai làm bất cứ việc gì nhỏ hay to, dù nó có hợp với mắt mình hay không hợp với cái cách suy nghĩ của mình từ trước đến nay, nhưng người ta đóng góp được cho phát triển thì theo tôi nghĩ là mình cũng phải chấp nhận. Chứ bây giờ báo cáo với anh Sĩ Dũng với các anh ở đây là xã hội nhiều lúc cũng chưa chấp nhận những cái mô hình mới vươn lên của doanh nhân. Đúng. Và nó đấy cũng là một cái rào cản, là rào cản về mặt tư tưởng rất lớn. Cái thứ hai nữa ở đây thì chúng ta phải nói với nhau là qua số liệu thống kê của 5 năm trở lại đây về việc hình thành, thành lập mới doanh nghiệp
và giải thể doanh nghiệp, thì chúng ta thấy 70%, khoảng 70% các số lượng doanh nghiệp mà được thành lập mới trong mấy năm trở lại đây, đặc biệt là từ 2013 khi chúng ta áp dụng luật doanh nghiệp mới vào đây, thì rơi vào lĩnh vực là thương mại và dịch vụ, mà lại không rơi vào cái lĩnh vực mà chúng ta mong muốn là sản xuất nền tảng. Đấy, vào hiện nay nó đang vào được vướng như thế, bất động sản nữa. Bây giờ là thấy là ý kiến anh Kiên vậy, chúng ta đây là nhất trí với nhau. Vâng, hiểu rồi, công nhận không? Vâng. Anh Luân thấy là nó đi là thống nhất với nhau đấy, vâng. Đi đến một điểm thống nhất đi như vậy, và đúng là cái lãnh đạo ở tâm lãnh đạo đấy khơi dậy lòng tự hào như kiểu U23 đấy. Tôi sẽ bây giờ tôi xin hỏi bạn, vâng, để tự hiểu triệu hàng gần trăm triệu người Việt này đấy, vâng, cùng một hướng để vươn lên, vâng. Trong đó có những vấn đề mình phải làm cả về tâm lý, như anh kia nói là thực chất là từ kỳ thị người giàu, khó khăn người giàu, đó là di sản mà mình phải vượt qua, mình phải có các cái chính sách của nhà nước về truyền thống và thứ để mình đạt được cái này, và cái đó là một trong việc phải làm. Những cái việc mà phải làm trước đây tôi nói bốn việc thứ năm tôi nói muốn để có nhà nước kiến tạo và kinh tế phát triển phải chống được tư bản thân hữu. Ngoài chống tư bản thân hữu, cái đó là cái mà phải tập trung vào làm. Còn nếu không thì tư nhân không có cái sáng kiến gì, không có cái gì, cạnh tranh là không hề có. Và không có cạnh tranh thì không có nhu cầu phải thu hút người tài. Và như vậy trở về số mó hết. Vâng. Là chỉ có xác lập quan hệ với các quan chức để làm thế nào mình giàu lên nhanh. Và như vậy cái phải giảm bớt sự can thiệp thì mình chỉ thân đi tránh thân hữu được. Vâng. Thực ra là đấy là cái câu chuyện về môi trường kinh doanh ấy. Tức là phải làm sao mà tạo lập càng nhanh. Đấy, tức là chúng ta thống nhất là càng nhanh càng tốt. Tức là thứ nhất là cái môi trường kinh doanh bình đẳng và theo hướng là thúc đẩy cạnh tranh. Thúc đẩy cạnh tranh. Một mặt nữa là phải có được những cái chính sách rất là hữu hiệu để mà hỗ trợ, để mà tạo ra được một cái đội ngũ doanh nhân có thể đi thi đấu ở trên thị trường quốc tế. Chứ còn cứ thi đấu loanh quanh ở nhà, hàng Việt Nam chất lượng cao mà cứ càng ngày càng bán về nông thôn không, bây giờ thì không ăn thua. Câu chuyện biên giới nó mở đi lắm rồi. Vâng. Họ mình không ra thì nó vào đây nó tán cho thôi, chết thôi chứ đừng. Vâng. Lại, bây đừng giờ để nói lại một cái điểm hơi khác giữa tôi với anh Hiếu. Anh Hiếu thì là đang đi làm và lại viện phó nhiều tư liệu rồi, liệu hơn tôi rồi. Tôi phải công nhận cái chuyện đó. Tôi bây giờ về hướng rồi, có điều kiện để mà sống như vậy. Nhưng mà bây giờ anh Hiếu vẫn cho rằng là nhà nước ít, nhà nước nhỏ để không can thiệp thì chủ nghĩa tư bản thân nhiều. Thì tôi là quan điểm là phải có một đội ngũ công chức giỏi, liêm chính, nhà nước mạnh liêm chính, thúc đẩy cái mà đã đề ra. Đấy là ưu tiên của anh. Đấy là cả hai cái khác vâng. nhau. Yeah. Mà anh Hiếu thì thiên về nhà nước điều chỉnh nhiều hơn. Và chủ đề nói là chúng ta cũng em không bảo là nhà nước chất điều chỉnh. Khái niệm điều chỉnh của em nó Hiếu khác, hoàn toàn là thiết lập một cái môi trường thị trường tối thiểu. Chủ yếu là những cái chính sách tạo đấy là cần và thậm chí nó nếu như tiếng Anh không phải là tự do theo nghĩa là chỉ tức là ít can thiệp nhất. Hiếu yêu đảng yêu nhà nước vậy gọi hẳn. Còn em không. Và quan điểm của em thì nghiêng nhiều về cái diện rộng của anh Kiên. Chứ bởi vì như trong kinh nghiệm làm việc của em rất khó để có một chuyên gia nào nói bây giờ Việt Nam phát triển cái ngành nào, lĩnh vực nào, mũi nhọn không ra sao, giao rộng. Nguồn lực đấy cho không ai. Có thể là diện rộng. Nhưng và mà là cái đấy thì đối với em tôi, hiện nay là... Tôi cái đấy là... Đây là một chủ đề khác. Tôi cũng cho rằng là như thế này ạ. Tức là thực ra là nhà nước không thể... Nghĩa là bằng cách như là chúng ta xây dựng chiến lược công nghiệp ô tô vân vân. Thế khi anh Vượng anh làm ô tô anh có phụ thuộc vào cái chiến lược ấy đâu. Cho nên là những cái cách làm như thế là không chuẩn. Đấy, tức là chúng ta không thể chọn nghĩa là cách mạng này hoặc là của cách mạng kia. Cái chuyện đó doanh nghiệp ấy, họ sẽ theo tín hiệu của thị trường. Họ sẽ cái này thì trao đổi thêm anh Dũng có thể hiểu hơi nhầm ý một chút là có lẽ là như em giả sử như bây giờ chúng ta đang nói thúc đẩy và tạo ra thị trường thì đôi khi cái hiểu nhầm của chúng ta lại là đang ban hành quy định để tạo ra thị trường thì cái tạo ra thị trường của mình là bỏ đi những cái quy định những cái thể chế mà nó đang can thiệp vào thị trường thì đấy là quan điểm của em. Tức là phát triển cái thị trường phát triển cạnh tranh nó hoàn toàn là khác với lại cái trói buộc với lại can thiệp thị trường của anh Dũng là khác nhau. Đang nói những chuyện khác nhau. Và em thì em thiên về cái càng ít can thiệp.
Ông anh Dũng sẵn sàng đồng ý cái đấy thôi. Tôi hiểu. Hai người đều thảo luận nhưng mà lại cuối cùng là nó lại hơi tách nhau ra. Anh em bất hòa là vì không hiểu nhau chứ không phải là giống nhau cả. Dũng vẫn coi rằng muốn phát triển nhanh phải có một đội ngũ hành chính. Đúng không? Tôi nghĩ là những cái sự khác biệt như thế là rất bình thường ạ. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều chương trình đối thoại, cũng có những tranh luận như thế này về từng vấn đề cụ thể. Và ngày hôm nay thì với một chương trình đối thoại đầu tiên của năm mới thì chúng tôi cũng rất là mong các khách mời nhắc rất nhiều tới khối kinh tế tư nhân này, doanh nghiệp này, doanh nhân, thì các khách mời có thể gửi một cái lời chúc mừng năm mới tới khán giả của VTV, khán giả của đối thoại, tới những doanh nhân doanh nghiệp đang rất là quan tâm và thường xuyên lắng nghe ý kiến của các khách mời trên các chương trình ạ. Thì chúng tôi rất là mong nhận được một lời chúc mừng năm mới từ các khách mời ạ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến bắt đầu từ ông Kiên ạ. Có lẽ là kính lão đắc thọ thì nhường anh sĩ Dũng. Với tôi các viện sĩ từ bên trái sang đấy ạ. Trong năm 2018 này thì tôi hy vọng là có một lời chúc các cái doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam nó bản lĩnh hơn và nó vì doanh nghiệp mình hơn. Tôi cũng không đặt vấn đề là vì đất nước, nhưng mà nếu anh vì doanh nghiệp của anh phát triển, anh xây dựng được thương hiệu thì đấy, tự nhiên rồi. Đất nước được nhờ. Và với tư cách là những người xây dựng chính sách vĩ mô thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cả về mặt pháp lý, cả về mặt thể chế để cho các doanh nhân có thể khẳng định được thương hiệu của mình không những ở trong nước mà cả quốc tế. Năm 2018 là năm con chó, thì con chó là thính lắm. Tôi chúc cho các doanh nhân kia quẹt thị trường, thính nắm bắt các cơ hội và chụp lấy nhanh nhạy như cái năm Tuất mà có thể là cảm nhận thị trường, cảm nhận những cái tín hiệu mới. Vâng ạ. Tôi rất mong là như từ cái năm 2018 này trở đi, chứ không chỉ riêng 2018, thì đúng như là anh Kiên, những người mà hoạch định chính sách thì làm sao mà hỗ trợ tối đa cho những doanh nhân mà có cái khát khao xây dựng cái thương hiệu Việt để đi cạnh tranh. Họ rất cần những cái chính sách hỗ trợ, chứ không phải là ưu đãi, mà tôi muốn nói là hỗ trợ phải tối đa. Và do đó cho nên phải có rất một loạt những các cái giải pháp rất là cụ thể để mà hỗ trợ họ, đừng để họ phải cô đơn trên cái thị trường hội nhập. Tôi thì chúc cho cả hai nhân vật, nhà nước với doanh nhân, nhà nước thì ngày càng sáng thêm ra, nó sáng rồi nhưng mà phải sáng hơn nữa, rồi hành động tốt hơn nữa, hành động, cái từ hành động quan trọng. Còn đối với doanh nhân thì cũng giống như anh Dũng, là tôi nghĩ rằng là đã đến cái lúc mà chúng ta có quyền để mà khẳng định cái vị thế của mình và phải biết tận dụng hết mọi cái thời cơ, mà hiện nay là thời cơ cũng đang mở ra rất là tốt. Thì cái năm 2018 sẽ là một cái năm mà cái hợp lực ấy sẽ giúp cho Việt Nam có những cái thay đổi rất là căn bản. Tôi cảm ơn anh Kiên lại còn chúc cả nhà nước, cả em lẫn cả bên anh Phương. Tôi chính vì là tôi ở cuối nên là có cơ hội, thì tôi thứ nhất là tôi mong muốn là khu vực nhà nước thì mọi công chức hãy hành động một cách có trách nhiệm nhất, bởi vì cái sự phát triển của đất nước và của khu vực doanh nghiệp nói chung. Còn về phía cộng đồng doanh nghiệp thì tôi mong muốn thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là sáng tạo, thứ ba là chuyên nghiệp, và thứ tư là tôi cho rằng trong kinh doanh chữ tín rất quan trọng. Và chúc một năm mới là thành công. Vâng ạ, xin cảm ơn năm khách mời ạ. Thưa các khách mời, khi mà chúng tôi lựa chọn cái đề tài là Việt Nam há hổ ấy, làm thế nào chúng ta trở thành con hổ kinh tế mới châu Á, chúng tôi biết là nó tiếp cận rất là nhiều cách khác nhau, từ những góc nhìn khác nhau, thậm chí nó lặp lại rất nhiều các đề tài mà chúng ta đã cùng bàn luận trong suốt cả một năm vừa qua của đối thoại. Thế tuy nhiên là với một chương trình năm mới, chúng tôi vẫn rất mong được lắng nghe ý kiến của các khách mời, những chia sẻ mới mẻ, những cái góc nhìn mới cho một năm mới, và chúng tôi hy vọng là những thông tin mà các khách mời cung cấp ngày hôm nay sẽ thực sự là hữu ích không chỉ cho người làm chính sách và cho các doanh nghiệp và cho từng người dân, để chúng ta có thể có trách nhiệm với cả cái vai trò vị trí của mình, cùng đóng góp để xây dựng một cái nền kinh tế như chúng ta mong đợi. Để chúng ta có thể nhanh chóng há hổ thì mỗi con người phải có ý chí, phải có động lực, phải có tinh thần cho cái câu chuyện đó, đúng không ạ? Chúng tôi rất là cảm ơn năm vị khách mời. Chúng tôi hy vọng sang năm tiếp theo sẽ lại được đón tiếp các khách mời tại trường quay đối thoại để bàn về chủ đề cụ thể mà chúng ta trao đổi và tranh luận ngày hôm nay. Nhưng tranh luận đó hoàn toàn là rất phù hợp và
đúng với tinh thần của đối thoại, đó là một diễn đàn nhiều chiều để các khách mời có thể nêu ra những quan điểm và tư tưởng rất là khác biệt của mình. Và một lần nữa thì xin chúc các khách mời một năm mới dồi dào sức khỏe và may mắn hạnh phúc, tiếp tục đồng hành cùng chương trình đối thoại. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem tiếp các chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin chúc mừng năm mới và xin được hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.